Ở đây là ngay chỗ dốc đường chỗ Sư Thiện An, cầu Sư Thiện An, cầu Sư Thiện An, đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Thị Định. Đây rồi, ra đây quay cho nó rõ. Ở đây cô bán bánh mì, bánh mì thịt nè. Ờ, mình thích nhất là ăn bánh mì xíu mại thôi mà cô bán rất là rẻ. Cô có giá nào, giá nào cô nhỉ? 10.000 không à, với xíu mại thì ổ thì 10.000, còn hai viên thì hai ổ thì 15. 15. Ồ, mà 15 mình ăn không có hết hả? Ừ, 15 ăn hết đâu. Dạ. Ăn 10.000 à. Đây đây đây, đây là ổ của mình nè. Đây là cô nè. Cô bán ở đây lâu chưa cô? Lâu rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm nay rồi. Mà thường á là tới mấy người là bữa nay con còn có hai người rồi. Ở đây. Dạ. Đi cho mà nhanh hả? Để cho cô thôi. Quay đi cho người ta lại đây, người ta mua vậy luôn nha. Dạ. Sao để cho chua thôi hả? Để chua với chị. Bữa nay trời mưa. Rồi. Trời mưa không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi. Nhiều quá. Bình thường mình mua có 8.000 thôi, nhưng mà giờ phải mua 10.000. Không phải là ấy thì ăn cho nó no hơn. Đây là bánh mì xíu mại. Ăn thử đây nè. Có ngon. Mọi người nếu có dịp thì cứ ghé đường Sư Thiện An, cầu Sư Thiện An ngay đầu đường của Nguyễn Thị Định, thị xã Nhật Quán, gặp cái chỗ bán bánh mì này. Rồi cảm ơn mọi người, nhớ đăng ký kênh của Ký Sự Miền Tây nhé, để nhận được các video mới nhất về miền Tây. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người. Yeah.